Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một siêu phẩm đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ Master. Và điều đặc biệt, nó là một chiếc đồng hồ cơ. Như anh em có thể thấy thì chiếc đồng hồ Master này, nó là chiếc đồng hồ cơ 300, con này là đến 400 ngày. Anh em có thể thấy 400 ngày nhá. Và anh em thường thấy những cái chiếc đồng hồ cơ như thế này thì là nó đều được làm bằng kim loại mạ vàng rất là đẹp. Thì đây là dòng Master của Nhật Bản, rất là nổi tiếng trong cái dòng đồng hồ Oobli mà trước giờ em bán. Anh em có thể thấy là toàn bộ cái bộ máy phía bên trong của nó này là đều được làm bằng kim loại và dạng lộ cơ hết. Đấy, lộ cơ hết. Ở đằng đây nó có một cái gì nhỉ, một cái khóa để chúng ta vặn, và đây là cái chìa khóa của nó đây. Đó. Anh em có thể thấy rất là đẹp, 400 ngày có ghi ở phía đằng sau này. Đấy, ghi ở phía đằng sau. Quả lắc của nó cũng được làm bằng kim loại mạ vàng. Đó. Những cái dòng mà nó làm bằng cơ này thì nó tương đối là sâu tuổi. Như cái con này thì nó được sản xuất từ thập niên 70. Nhưng mà anh em có thể thấy là cái màu vàng của nó giữ lại được rất là tốt. Đó. Trên này thì anh em có thể thấy cái dòng Oobli của nó là Oobli kính nhá. Tại vì có nhiều con nó chỉ là Oobli nhựa thôi. Anh em chờ chút để em mở cái ly ra cho anh em xem. Mở cái ly ra cho anh em xem. Đây là cái mặt của nó này. Cái mặt này của nó cũng là được làm bằng kim loại. Đó. Anh em có thể thấy rất là đẹp, làm theo hình kiểu dạng là vương miện. Đấy, đây là cái bộ máy sâu chi tiết của nó này. Đây, con ngựa nó đẩy. Chiếc đồng hồ này thì nó có chiều cao là 33 phân và cái phần đế của nó là 20 phân. Một trong những cái dòng rất là to so với cả những cái con dòng cơ. Đó, thì anh em nào mà yêu thích sưu tầm thì có thể liên hệ với em. Và con này nó đang hoạt động rất là tốt. Em lấy về từ hôm qua và bây giờ nó chạy tương đối là chuẩn xác. Đấy. Những đồng hồ cơ thì anh em có thể thấy là đến thời điểm bây giờ cái độ chính xác của nó sẽ không có cao và tuyệt đối như là những cái dòng điện tử. Nhưng mà chiếc đồng hồ này thì nó chạy trong vòng 2 ngày thấy là nó khá là tốt. Chơi những cái chiếc đồng hồ cơ chủ yếu là chúng ta chơi sưu tầm. Và không phải dễ gì một chiếc đồng hồ cơ của Nhật còn nguyên vẹn và đẹp phải đến trên 90% như thế này. Đó. Cái này anh em bày ở tủ hoặc là bàn làm việc hay là phòng khách thì rất là đẹp. Cảm ơn tất cả anh em.